Tiếp tục là đơn hàng của bạn có tên là Võ Ngọc Quỳnh Như nha mọi người. Ở đây là phần bao bì và sticker mình dặn kèm. Đầu tiên bạn có mua một em có vật cắm bút có khuyết điểm nhá. Lưu ý giúp mình một em mèo cắm bút cũng có khuyết điểm như thế này luôn nhỉ. Gói vô. Rồi. Tiếp tục bạn mua một em donut 8 xăng. Một em mèo cam nè. Tiếp tục là bạn mua hai em crispy, một em là đầu thỏ với một em là bánh cua ấy, nhưng mà bên mình hết đấy. Mình không thấy mẹ trả lời ra mình nữa. Bạn một em như này là một em mang rất là xinh nhưng nó bằng tím mọi người. Và một macaron tại vì kiểu đẩy đơn lên rồi ấy. Giờ tôi sẽ gói vô nhỉ. Bạn này mua ở trên TikTok Shop ấy. Và đơn hàng của bạn có tên là Rabbit nha mọi người, là thỏi. Tại vì bạn đặt tên như vậy nhé, bạn đặt hai đơn mới shop mình luôn. Đầu tiên là một đơn có hai cái em bánh bông lan, rất là chậm tăng luôn nha. Rồi, và đơn hàng của bạn đã xong. Vậy thì mình sẽ gói vô nha. Nếu bạn này thì mua ở trên shop nhé. Rồi, đơn hàng của bạn tiếp là bưu phẩm của bạn có tên là Dương Trang nha. Ở đây là phần bao bì cũng như là sticker mình tặng kèm. Bạn có mua bên shop mình được một em xinh bánh cuột có lỗi nhé. 19.000 thôi. 19.000 là rẻ, mình bán lỗ vô đó nó mọi người. Một em mực này. Tiếp tục là hai con mochi Siku Tiên. Có 4.000. Một con cún có khuyết điểm nha, có lỗi mọi người. Một ngựa bay. Và cuối cùng là một kim chi bi. Đơn hàng của bạn đã xong, sẽ gói vô đi nha. Bạn này mua ở trên Shopee nha. Kế tiếp là đơn hàng của bạn Trúc Mây nha. Đây là phần bao bì cũng như là sticker mình đặt kèm. Bạn Trúc Mây mua một em bánh hoa có sinh nhật, một lê, một pancake, một em thủ cún, một bánh bao, một bánh ngũ sắc siêu chậm tăng luôn nha. Và một cái macaron. Đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop tôi nha. Đơn hàng của bạn có tên là Quần Ăn nha. Ở đây là phần bao bì cũng như là sticker tặng kèm cho đơn hàng của Quần Ăn nè. Quần Ăn là khách rồi đúng không ạ? Mua một em đào nè. Một bàn chân. Và một trái tim. Bạn là khách quen luôn, bạn mua rất là nhiều mới sắp mình. Tặng cho bạn thêm một con lật đật đi. Các bạn ủng hộ tôi nha. Ok, bây giờ gói vô nha mọi người. Kế tiếp cũng là đơn hàng của bạn Rabbit luôn ha. Đây là bao bì tặng kèm. Bạn mua 3 em thỏ. Ôi dồi ôi, lựa cho bạn 3 màu khác nhau luôn. Những em này các bạn mình để có 13.000 thôi là nó sẽ có khuyết điểm nha. Mọi người mua lưu ý cái tên giúp mình với nha. Có khuyết điểm đó nha. Thêm cho bạn một con sticker đi. Tôi để cái cushy này có 12-23.000 thôi nha mọi người nhé. Có điểm nha, mình mua mình lưu ý giúp tôi. Chứ giá gốc của nó là 14-15.000 đồng. Kế tiếp là đơn hàng của bạn có tên là để cái này không để tiền. Kế tiếp là đơn hàng của bạn nha mọi người. Bạn đã ở trên Shopee á nhưng mà
mình, lúc mà mình gói mình quên trang của bạn rồi. Đây là bạn ấy mua một combo 5 em taxi rất là xinh như thế này luôn. Combo 5 em taxi, cái giá là 50.000 thôi. Đó, 5 mẫu nhé. Rất là đẹp luôn đó mọi người. Đơn hàng của bạn đã xong nhé. Mình cứ gói đơn vô rồi. Mọi shop nha.